thiệt. Nghe chưa? Nghe chưa? Ai phản đức? Trời ơi, nhằm nhò gì? Giúp bán cái này nè. Thầy chỉ thấy mê mê mà nhờ. Ok, đây một đoàn trẻ để làm gì không? Đây là gì hả bà? Đây là khúc chỉ. Còn đây là một cái keo. Đây là những cái dụng cụ mình sẽ làm nhiều giấy ngày hôm nay. Ok. Bây giờ bắt đầu mình làm thế nào? Thì là nhiều giấy thì sẽ rất nhiều thành phần gu và nhiều. Thì mình đã có sẵn rồi. Cảm ơn nhiều mà. Nhiều. Ôi. Thầy giỏi, cái này miệng giỏi không?